Nam gái khi đi tìm kiếm tự do là buộc lòng phải rời xa quê hương, nên trong những giờ bận rộn vất vả phải mưu sinh, họ lại nhớ về Việt Nam. Tiền hậu tả nguyễn và trung quân.
biết sống nay làm bạn, mở cửa cho bạn vào chuyện đất nước với kiếp nhân loại. Anh thật hào kiệt không thể làm ngờ. Anh em hãy cùng ta thành công thẳng tiến các bạn, đánh giặc bất ngờ vào đêm 30 Tết để chúng không kịp trở tay. Đêm 30 Tết giả âm lịch, quân Tây Sơn đánh nhiệm vụ gián cầu do các tướng của địa phương tới dự. Để giúp quân ta đánh thắng quân địch hả cô?